Xin chào các bạn, thì các bạn trẻ ngày nay năng động và làm chủ bản thân của mình. Vì vậy về việc học tập lên thạc sĩ, khi mà muốn nghiên cứu chuyên sâu về ngành mà mình đang theo học thì chắc chắn rằng các bạn đều sẽ nghĩ ngay đến việc du học để được đào tạo chuyên nghiệp ở một môi trường quốc tế. Và trường Đại học Curtin chính là ngôi trường lý tưởng cho những sinh viên muốn du học bậc thạc sĩ, nằm trong top 2 trường đào tạo thạc sĩ Logistics và top 4 trường đào tạo thạc sĩ kinh doanh quốc tế tốt nhất nước Úc. Chính bởi những chương trình đào tạo chất lượng cao nên là tính đến nay có khoảng 170.000 sinh viên Curtin trên toàn thế giới. Trong đó có 16.500 sinh viên tốt nghiệp từ Curtin Singapore được tuyển dụng bởi 144 tập đoàn hàng đầu trên thế giới như là Google, Microsoft, Dell, Samsung, v.v. Và trường có khu học xá tại Singapore giúp cho sinh viên có thể học chương trình của Úc mà không cần phải đi quá xa nhà, cũng như là tiết kiệm được chi phí gần hơn 50% so với học phí ở Úc, và có thể rút ngắn thời gian học còn 1 năm đối với chương trình thạc sĩ. Và Đại học Curtin Úc tại Singapore được chứng nhận Edutrust 4 năm do chính phủ Singapore cấp, chứng nhận về chất lượng đào tạo cũng như cho phép tuyển sinh quốc tế. Với cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu đô Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Thư viện của trường được kết nối trực tiếp với thư viện của Curtin Úc. Đội ngũ giảng viên của Curtin thì luôn hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong thời gian học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Và một số ưu điểm nổi trội khi học tại trường, đó là một năm học tại Curtin Singapore thì gồm có 3 học kỳ. Do đó, học viên hoàn thành chương trình cử nhân trong 2 năm và thạc sĩ chỉ trong 1 năm. Curtin Singapore còn có chương trình dự bị đại học cho sinh viên đã hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam. Và chương trình cử nhân thì sinh viên được chọn học ngành kép mà không cần phải đóng thêm học phí. Và đặc biệt thì khóa học thạc sĩ không yêu cầu kinh nghiệm việc làm. Điều này sinh viên sau khi tốt nghiệp ít thấy ở nhiều trường đại học nước ngoài. Và trường đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành như là hậu cần Logistics, kinh doanh quốc tế, quản trị dự án. Sau 1 đến 2 học kỳ học tại Singapore thì bạn có thể chuyển tiếp qua Úc với tỷ lệ visa là 100% và được hỗ trợ chuyển tiếp hoàn toàn miễn phí. Không chỉ được chuyển tiếp với các khu học xá khác nhau của Curtin tại Úc và Malaysia, mà sinh viên còn có thể chuyển tiếp với gần 50 trường đại học khác tại Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, v.v. Thông tin chi tiết hơn về trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học, vui lòng gọi về số 083 848 4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148 sạc 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có 2 chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tân Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường Đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc, và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008 và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường Đại học Curtin Singapore như sau. Đây là khu học xá chính thức của trường đại học công lập Úc. Thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về Logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn, tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học ở Sing. Tại vì học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc. Và về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. 1 là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. 2 là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và 3 là có rất nhiều sinh viên học tại Curtin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Curtin Singapore là trực thuộc của Curtin của Úc. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó, thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường Đại học Curtin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp qua Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng học kỳ tại Curtin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Curtin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo. Thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường Đại học Curtin Singapore, có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng. Và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán. Thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn, bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có 2 chuyên ngành. Thì ở Curtin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. Thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây. Thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học Curtin Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện nguyện dành cho các bạn để các bạn tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình thí dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm. Thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì ở tại trường Curtin Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Curtin Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 08 3848 4879. Hoặc chi tiết hơn nữa các bạn có thể truy cập website tươnđạidương.edu.vn. Hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Curtin Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.